Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm gần 20 con mẫu TV 65P735 dòng 4K của TCL, có cả tìm kiếm giọng nói OK Google. Mẫu TV 65P735, mẫu này hiện tại đang bán bên em giá thành cực kỳ sốc. Mẫu này thì có giá trừ hết quà sẽ là 11.870.000. Và hiện nay thì bên TCL họ cũng đang khuyến mại cho các bác, nếu mà mua hàng mẫu này, bác nào mà mua trong thời điểm này sẽ được tặng thêm cả một bộ ấm trà Minh Long. Bộ ấm trà rất là đẹp và giá thành của bộ ấm trà là hơn 1.000.000 đồng. Thường thì các cái chương trình khác thì vẫn đang chạy tặng Coca hoặc là tặng một thùng bia hoặc tặng thùng Coca. Nhưng dòng 65P735 này thì có thêm một số suất được tặng thêm ấm trà, bộ ấm trà Minh Long rất là đẹp và giá thành của nó rất là cao. Nhưng chỉ có một vài suất thôi các bác nhá, tặng ấm trà. Cho nên bác nào mà muốn mua thì các bác có thể liên hệ bên em. Số tổng đài là 0974178586 hoặc là số máy bàn là 0243965 6067. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp như thế này. Giá thành là 11.870.000. Em sẽ chuyển ra cái mẫu TV ở đây để quay cho các bác một chút. Đây chính là cái mẫu vừa rồi đây, 65P735. Mẫu vừa rồi em quay hàng mới về cho các bác. Giá thành trừ hết quà là 11.870.000. Tặng thêm một bộ ấm trà Minh Long như thế này. Đây, bộ ấm trà rất là đẹp, sang trọng. Bộ này thì nếu bác nào mà mua thì giá giờ khoảng tầm hơn 1.000.000. 1.800.000 cái mẫu bộ ấm trà này. Đây. Và suất tặng này thì chỉ có vài suất thôi chứ không được nhiều. Nếu như tặng hết ấm trà thì lại quay trở lại tặng thùng bia. Cho nên là bác nào mà muốn mua hàng được tặng ấm trà thì các bác nên mua sớm trong thời gian này. Giá thành của mẫu này thì cực kỳ rẻ. Nếu mà hết ấm trà thì bên em sẽ tặng lại về thùng bia Sabaro 24 oz hoặc là thùng Coca. Đây, TV 65P735. Màn hình thì đó có độ phân giải là 4K, tần số quét là 60Hz. Có tấm nền là VA LCD và công nghệ nét sẽ là nét nền Direct. Các tính năng thông minh như là tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt hay OK Google, tìm kiếm giọng nói rảnh tay thì đều có được tích hợp trên mẫu này. Về âm thanh của mẫu này thì mẫu 65P735 này có tổng công suất ra sẽ là 20W và âm thanh cũng sẽ được hỗ trợ âm thanh là Dolby Atmos. Màn hình có hỗ trợ là Dolby Vision và âm thanh có hỗ trợ Dolby Atmos, giúp các bác xem phim, xem giải trí, trải nghiệm hình ảnh và trải nghiệm âm thanh giống như trong rạp chiếu phim. Thiết kế bên ngoài thì sẽ là tràn viền, ba cạnh viền bằng kim loại, rất là chắc chắn và sang. Chân đế thì cũng bằng chân đế thiết kế bằng nhựa để hai bên hình chữ V úp ngược như thế này. TCL thì sẽ là chạy xuất xứ tại Việt Nam và hệ điều hành của nó sẽ là Android 11, giao diện Google TV. Bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu có lỗi do nhà sản xuất. Nếu bác nào mà muốn bảo hành dài hơn, các bác có thể mua thêm bảo hành 1 năm thứ 3 với giá là 460. Tức là cái 11.870 là bảo hành 2 năm chính hãng. Nếu bác nào mà muốn bảo hành 3 năm thì sẽ là 12.330.000. 12.330 sẽ là bảo hành 3 năm chính hãng tại nhà. 65 inch, chiều rộng của mẫu TV 65 inch này thì rơi vào khoảng 1.45cm, 1m45. Kệ nhà bác nào, các bác nếu mà muốn mua thì các bác cũng tính trước cái kệ cho em. Bởi vì nếu như các bạn nào kệ nhỏ quá thì không để được. Nếu như kệ nhỏ quá thì mình phải treo tường, mua thêm giá treo với trị giá. Giá treo thì khoảng tầm 200.000 một chiếc. Còn nếu như kệ vừa thì các bác có thể để kệ. Đây là cái thiết kế đằng sau.
hàng thì mới về bên em rất là nhiều. Đấy, thời điểm giáp Tết này thì khi mà các bác mua hàng, các bác cũng kiểm tra kỹ cho em. Bởi vì cái thời điểm này, cái thời điểm mà phát sinh rất là nhiều khách hàng nhu cầu mua cao, cho nên là các bên họ cũng bán hàng nhiều khi là cũng sẽ trà trộn nhiều hơn. Các cái mẫu TV mà đã sử dụng, hàng trưng bày hoặc là hàng đã kích hoạt bảo hành thì họ dễ đẩy ra hơn. Cho nên là các bác khi mà nhận hàng, nhất là các bác mua hàng online, thì các bác phải kiểm tra kỹ cho em từ hộp, vỏ hộp có mới hay không. Thứ hai là các cái túi bóng bọc TV ở trong, rồi ốc có vết xoáy hay chưa. Khi mà đã đặt chân đế như thế này rồi thì ốc sẽ bị xoáy vào TV, bởi vì TV nó sẽ kèm ốc riêng chứ không phải là lấy ốc khác để xoáy được. Và khi mà đã xoáy rồi kiểu gì cũng sẽ có vết trên ốc, nên các bác kiểm tra kỹ cho em. Và kiểm tra cả kích hoạt bảo hành các bác nhé. Các bác muốn kiểm tra kích hoạt bảo hành của TV TCL thì các bác kiểm tra số seri đằng sau TV, sau đó các bác gọi đến số tổng đài này của TCL là 1800 588 880. Đây là số tổng đài của TV TCL. Các bác gọi đến số tổng đài thì có thể check được xem là TV đã kích hoạt bảo hành hay chưa. Ở đằng sau của TV thì sẽ có một cái tem. Đây em sẽ quay cái tem mà có số seri cho các bác xem. Đây, TV thường sẽ có một cái tem trắng ở đây, và trên cái tem này nó sẽ có số seri của TV. Các bác xem số seri trên đấy và xem có trùng với cả vỏ hộp hay không, rồi gọi đến tổng đài để kiểm tra xem TV đã kích hoạt bảo hành chưa. Đấy là cách mà các bác có thể kiểm soát được cái TV mình nhận hàng có bị hàng trôi bảo hành hay không, kích hoạt bảo hành hay chưa, và hàng cũ hay hàng mới. Và em cũng nhắc lại các bác, nếu các bác nào mà muốn mua hàng thì các bác có thể liên hệ về số tổng đài bên em, đó là 0974178586, hoặc là số máy bàn là 0243965 6067. Website của bên em sẽ là eco-mart.vn, điện máy Ecomart tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ở trên đây là một vài chia sẻ của em về cái dòng TV 65 inch của TCL đang được khuyến mại rất là hay, rất là nhiều, và giá thành cực kỳ rẻ. Bác nào mà đang quan tâm hay là muốn hỏi thêm các cái mẫu TV khác, các bác cũng có thể bình luận dưới video thì em sẽ cố gắng trả lời sớm nhất cho bác. Video của em đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.